Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Chúc tất cả anh em ở trên kênh sẽ có những cái giây phút giải trí thư giãn cuối tuần khi mà anh em xem video clip ở trên kênh Game Today anh em nhé. Rồi, hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái meta mới. Thực ra meta nói là mới nhưng mà nó cũng chả mới. Đấy, nó vẫn thế thôi. Tướng mới thì cũng không có gì thay đổi. Chưa thấy có giảm sức mạnh khi mà update. Mà rõ ràng là cái update này là một cái update rất là sớm. Thế nhưng mà lại chưa có cái sự thay đổi ở cái bộ hot nhất bây giờ. Đấy chính là cái bộ Exit. Exit nó vẫn mạnh thôi anh em ạ. Đấy, nhưng mà trong những cái trận đấu như cái trận đấu này có con Selling Assassin và cái con Lambda ở trong bộ Assassin nữa, đấy chính là cái con Queen, Phantom Queen, thì rõ ràng là cái bộ Assassin Witcher nó vẫn chơi được anh em nhá. Đấy, vẫn chơi được. Hay là có thể là nếu mà ra chúa quỷ đấy thì có thể quay xe. Đấy, rất là ok. Có rất nhiều những cái đội hình nó vẫn chơi được trong meta này. Meta thì cân bằng nhưng mà người ta vẫn chọn cái bộ Exit bởi vì là cái bộ đấy dễ chơi. Tuy nhiên là nếu mà lên những cái mức rank càng cao thì sẽ gặp nhiều counter. Đấy. Khi mà những cái người chơi người ta nhìn thấy có những cái người chơi Exit chẳng hạn thì người ta cũng sẽ pick bài counter thôi. Đấy là cái điều mà nó chắc chắn nó sẽ xảy ra với những cái người ở mức rank cao. Đấy, nên là nếu mà lên càng cao thì càng đa dạng đội hình. Ui, ra Grim sớm này. Nếu mà trận này ra Grim sớm thì liệu rằng chúng ta có lên chơi Fear không nhỉ? Cây thì vẫn chưa lên được 2 sao. Từ từ đấy anh em ạ. Từ từ đã. Ra cả con con Shadow à. Mà không có tiền mua cả hai, cái vấn đề là thế. Mà nếu mà bây giờ mà bỏ mết đi mà cho Shadow vào à thì yếu anh em ạ. Thì yếu, vấn đề là yếu. Tôi cũng đang tính xem là bây giờ mà bỏ mết đi 3 mét, bây giờ co chính nhá, nó chính là con sao breaker ấy. Nếu mà bây giờ bỏ mết đi thì sao breaker này nó lại yếu. Đấy, nên là vẫn phải giữ 3 mét ở trong đội hình. Tại sao lại phải up lên? Up lên để cho 3 mét vào. Đấy anh em thấy không? Cái con orc ấy nó bắp vào cái con sao breaker tung một trưởng 2 lần. Khỏe lắm. Từ từ đã vậy. À ui. Gritter á? Vừa mới chơi một trận Gritter ngay trước trận này xong. Đấy, cũng có video cho cái trận Gritter rồi. Nên là tôi muốn là sẽ có một cái video chơi cái kiểu khác anh em ạ. Gritter bây giờ cho vào ấy thì nó cũng chưa chắc nó đã mạnh bằng là 3 mét. Chưa chắc nó mạnh bằng đâu. Bây giờ một cái combo đẹp nhá, tôi lắp Blink cho con Grim. Đấy, nó Blink xuống dưới, nó quẹt mực một phát. Xong rồi là cái con này nó phi tiêu, nó phi trúng vào những cái con dính mực thì nó rất là khỏe. Đấy, như quả này là được không? Đấy, một phát hai con luôn. Ui, nhưng mà thải to ạ. Thải ra gấu rồi. Ăn nổi không nhỉ? Khó. Nhiều 2 sao. Khó rồi. Thực ra thì cũng không có chuỗi. Trận này chưa có chuỗi. Flame 2 sao mới chơi được. Ra cả heo sớm này. Ba goblin. Ba goblin như này có mạnh hơn không nhỉ? Tôi nghĩ là mạnh hơn đấy. Heo à? Heo trận này có thể là chơi Insect. Mà Insect bây giờ yếu anh em ạ. Insect là cái bộ mà ngại nhất ở trong meta này luôn. Ui, từ từ nha, này có chuỗi này, ăn nổi không? Ăn nổi cái chuỗi này không? Warrior. Ui, hay quá anh em ơi. Được rồi. Ăn được chuỗi ạ, thề. Những cái lúc mà chúng ta không thể tin được là nó có thể ăn được cái chuỗi thì đúng là chúng ta ăn được. Về căn bản là cái quả vừa rồi nó bắp chuẩn bài. Bắp cái giáp đúng vào cái con tanker ở phía trên anh em ạ. Tôi để cái con Soundbreaker lên làm tanker xong rồi nó bắp đúng cái giáp vào con tanker.
Quá ngon. Trên này tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không có chọn cái bộ Feather đâu anh em ạ. Tôi nhìn cái bộ truyền thuyết tôi nghĩ là nó chỉ là một trong hai bộ thôi. Một là Assassin, Assassin kết hợp với Witcher á. Hai là gì? Hai là nó chỉ là năm rồng kết hợp với Witcher thôi. Late game nó như thế nó mạnh nhất rồi. Trận này chỉ có thế thôi anh em. Khi mà xuất hiện con chúa quỷ với cả con Selling Assassin thì mọi thứ nó đều trở nên vô nghĩa anh em nhá. Nhìn ở cái, trong cái bộ truyền thuyết ấy, trong cái bộ tướng truyền thuyết ấy, thì ngoài cái bộ Ngũ Long Hóa Hình với cả cái bộ Assassin Witcher ra, thì tôi nghĩ là cái bộ còn lại mà chúng ta có thể chọn để có thể chơi là cái bộ 5 rồng 9 mét thôi anh em. Đấy, cái bộ đấy là đấm tất nha anh em nhá. Ra rớt 2 sao này, rồng 5 đô 2 sao, trên này có cả lick nữa. Tức là có tới 3 con 5 đô ở trong cái bộ đấy. Thì cái bộ đấy là nó cân được hai bộ kia. Đấy. Còn cái bộ còn mấy cái bộ còn lại tôi nghĩ là dẹp hết. Feather tí nữa gặp mết nó tung trưởng một phát thì bay màu hết thôi anh em ạ. Bố xét này. Tôi không chọn Feather đâu. Tí nữa Assassin thì kẹp được cá vào còn đấm được với mấy cái thằng bắn trưởng. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không chơi, đấy còn trong trường hợp chúng ta chơi thì cái câu chuyện nó là gì? Nó đúng là nó là 5 rồng 9 mét rồi. Cố gắng lên level 11 để được như thế, thế thôi. Lên 11 là được rồi. Nói chuyện này tôi giữ lại mấy con mết một chút để xem là có chơi được không. Round này up 7 thực ra là không phải lý do là vì là tôi đang có chuỗi. Nếu mà cái lý do là tôi muốn để cho nó rõ ràng cái việc có chơi cái gì. Up 7 để xem là có da rồng không, có da già không. Nếu mà da rồng với cả da già ấy thì chúng ta chuyển đó. Đấy, da rồng với già thì chuyển 5 rồng. Đấy, xong tí nữa lết game đi. Thế nào nó cũng về Ngũ Long Hóa Hình thôi. Mà nếu mà có thằng chơi Ngũ Long Hóa Hình có thể chúng ta chơi bắn trưởng cũng được. Nếu mà ra được gậy xanh nó rớt. Tùy. Để xem là nó ra cái gì. Ô thằng này chơi Feather này. Feather cây 2 này. Mà chắc là tôi không thua đâu nhỉ. Ok. Đẩy nhiều luôn. Khỏe đấy. Ui lại ra Grim này. Tức là nó muốn mình chơi 9 Feather fake đấy mà. Đúng không? Thiếu một con Feather nữa thôi. Nhưng mà hai con Wizard nữa. Không mua. Mà như thế thọt tiền lắm. Căn bản không muốn chuyển qua cái bộ này. Chuyển qua cái bộ này xong rồi lại. À nếu mà nói là chuyển qua cái bộ này xong rồi lại chuyển qua xin Witcher ấy thì nó cũng được đấy. Nó cũng được nhưng mà nó hơi lằng nhằng. Có được. Nếu mà chuyển qua 9 Feather xong rồi là chuyển qua Feather Witcher. Đánh ở level 10. À không, level 9 đủ rồi. Đấy xong level 10 thì là có thể là chuyển sang xin Witcher. Còn Feather Witcher là đánh ở level 9 là đủ. Tuy nhiên là nó chuyển thế nó hơi lằng nhằng. Tôi muốn là bây giờ tôi sau là 15 ấy là tôi đẩy đến 8 sớm. Rồi nó ra bất cứ một cái con gì mà nó là 5 đô ấy. Ví dụ như nó ra rớt thì là chúng ta định hướng là chơi mết này. Nếu mà ra chúa quỷ thì chúng ta định hướng là chuyển sang 5 rồng luôn. 5 rồng Witcher luôn. Đấy. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà nó ra cái con Sailing thì nó sẽ là cái bộ Sailing Assassin kết hợp với cả 4 Witcher và 6 Assassin. Con là Sailing. Đồ này tôi cũng đang lấy những cái món đồ mà nó cũng khá là gọi là linh động ấy. Tức là chơi được rất nhiều những cái layout khác nhau. Chúng ta có thể chơi bắn trưởng cũng được mà chúng ta chơi đánh tay cũng được. Cái vấn đề bây giờ là phải có tiền. Có tiền là lên được level cao sớm. Trận này hơi đen là chúng ta không ra được cái con mech ấy. Không ra được con Skybreaker. Nên là không có những cái chiến thắng để mà ra được cái free roll. À, chơi gì đây? Ốc 2 sao. Con ốc bây giờ là có một tiền đấy anh em ạ. À, nó yếu rồi. Con ốc này bây giờ cái tốc độ hút tốc của nó chậm hơn ngày trước. Khá yếu. Đam bé hơn, máu ít hơn. Thay đổi này là con ốc nó sẽ không làm cỏ trong bộ Assassin được nữa. Gấu à. Con này mua tạm đi. 4 đô. Tí nữa lên level 8 nhét vào. Tận dụng tí tài nguyên này đã. Beat tôi cũng không chơi đâu anh em ạ. Beat giờ yếu lắm, không chơi đâu. Beat này với cả Clive nó đã đáy xã hội rồi.
thêm bây giờ thêm cái bộ Insectoid nữa. Insectoid đáy xã hội luôn. Mấy cái bộ đấy Insectoid bây giờ không đấm được được Aegisid là anh em biết là nó chán đến cỡ như nào. Không động vào luôn. Tôi có thử rồi nên là tôi biết. Trong cái quá trình mà leo rank top server ấy là tôi có thử cái bộ Insectoid. Và tôi thử 2 trận thôi chứ không phải 1 trận. Và cả 2 trận đều gãy luôn. Nó yếu đến mức độ không đánh được cái bộ nào luôn. Thế là thôi. Tôi quyết định là từ đấy là tôi không chơi nữa. Bỏ luôn. Thằng này vừa lấy cắt được chuối của mình này. Không biết bây giờ nó cắt rồi không. Cây vẫn còn sống. Cây được bắp giáp. Vô tư. Thoải mái. Vẫn còn đam. Heaven Bomber còn sống. Ok. Trên này chỉ tiếc một cái là chúng ta không có con Sky Breaker thôi anh em ạ. Nếu không một từ lấy giờ tôi roll ra là cũng khá khá đấy. À đây rồi. Sky Breaker này. Sky Breaker. Bây giờ mới ra chắc chỉ tận dụng được mỗi một round rồi thôi anh em ạ. Tí nữa up lên level 8 thì tôi sẽ nhét thêm con gấu vào. Rồi cũng ok. Cũng được. Có thể chúng ta sẽ giữ được cái con Skybreaker này đấy. Anh em ạ, bỏ cái bộ Feather đi cũng được. Tôi nghĩ lại rồi, bỏ bộ Feather đi. Bây giờ chúng ta có cả gọi đệ nữa. Có beat, có gọi đệ. Khá là khỏe. Tầm này đánh cái kiểu chấp vá tận dụng thôi anh em. Con nào mà lên được 2 sao chơi đấy. Con nào mà 4 đô, tướng 4 đô ra mà ngon ngon tí có thể nhét vào. Chủ yếu trông chờ cái việc là ra con tướng co thôi anh em ạ. Ui rồi. Lại ra thêm 2 con mèo này anh em này. Cái form bài này nó rất giống là bài Insectoid. Nhưng mà vì là cái meta này nên là không chơi cái Insectoid ấy chứ. Không là vừa lấy tôi mua con heo vào là cũng ngon rồi. Heo hai gấu. Hai mèo, mèo heo gấu là ngon rồi đấy, đủ ra đủ rồi. Và cái chính là gì nó yếu quá, không chơi. Ok. Hay chuyện này chơi Goblin không nhỉ? Nghe có cái phần hơi điêu nhưng mà anh em ơi, ở trong trận này có bom nhá. Nếu mà anh em chưa xem cái mấy cái video trước ấy thì tôi cũng xin chia sẻ lại cho anh em tại sao nó lại Goblin. Nó cũng có nguyên do của nó ấy, có lý do mà tôi nghĩ cái bộ đấy chứ không phải không đâu. Đấy là nếu mà tôi cứ giữ chuối như này đến round 20 ấy, mà nó ra, nó chỉ cần ra con bom thôi ấy, là tôi full mech luôn ấy. Mà mech bây giờ nó ăn ở đâu quái anh em ạ. Từ từ nha. Goblin mua luôn, không nói nhiều. Bây giờ Goblin tôi mua đấy. Đấy. Tự nhiên lại có những cái ý tưởng mới khi mà trong cái quá trình chơi đấy anh em. Nó thực ra chơi nó không bao giờ nó là cố định cả. Mình không bao giờ mình hướng tới một cái bộ gì nó cố định cả anh em ạ. Chơi giờ chơi bay rank, chơi leo top server là thường là chơi nó cũng ảo ma Canada lắm. Nhiều khi nó chỉ cần bây giờ ra một con bom thôi là cái câu chuyện nó quay ngoắt được 180 độ luôn. Không nói nhiều đâu. Từ đầu là hướng đến là cái bộ mạnh nhất meta đúng không? 5 rồng 9m. Hoặc là cái bộ ngũ long hóa hình. Hoặc là Assassin, Witcher, TS. Đấy, TS ở trong rank. Nhưng mà bây giờ tự nhiên ra con bom đi. Bây giờ quay xe luôn. Không nói nhiều. Bây giờ bom 3 đi. Đấy, bom 3 được không? Bom 3, gót bom 3 được không? Chơi được không? Chơi được quá chứ. Bây giờ bom 3 xem là nó có áp não không nào. Đối thủ thậm chí là xác định là chơi coi như là ngũ long hóa hình. Thì tôi sợ là nếu mà tôi ra được cái con bom ở cái round sau đi, round 18 đi, thì xác định luôn là không có cơ hội để mà lên được cái con chú quỷ luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi mua hết. Ôi dồi ôi. Không anh em. Tôi nghĩ lại rồi. Ra chú quỷ thì thôi, thì biết chơi cái gì rồi đó. Quay xe. Đấy, lên 8 sớm nó cũng có cái lợi ích của nó chứ. Đâu phải là không đâu. Thọt tiền một tí thôi. Không dư 50 tiền thôi nhưng mà lên 8. Ra được 5 đô rồi thì tôi giải tán hết Goblin rồi, chơi làm cái gì nữa đâu. Chúa quỷ này bây giờ chuyển sang 5 rồng thôi anh em ạ.
quay xe gấp. Vô tư bạn ơi, chú quỷ một sao khỏe rồi. Con này bây giờ là cái con tướng mạnh nhất ở trong cái dàn 5 đồ đấy anh em ạ. Thôi vút chơi anh em nhá, không có lằng nhằng làm gì cả. Bán đi tích tiền. Rồi roll phát cuối này. Từ pick wizard vào đã. Roll phát. Hay assassin. À thôi thôi thôi. Tôi nghĩ lại rồi, không. Lăm rồng nữa anh em ạ. Rồi. Roll đi. À đây rồi, Witcher này. 4 bit luôn. Ra được con cáo. Ok. Thôi bỏ mèo ra thôi, mèo tầm này yếu rồi. Đấy, tầm này là chúa quỷ là có thêm 4 bit là cũng khỏe đấy nhá, không yếu đâu. Có blink, có búa xét. 9 khe rồi. Ui thôi xong. Gặp thằng này thì mất chuỗi. Thằng này nó đủ bộ rồi anh em ạ. 9 khe giờ thôi. Chịu. Ui mất chuỗi cho cái thằng này ấy, hả? Nhưng mà cũng không sợ lắm. Mà cái tầm này mà nó lên được con cây 3 thì nó cũng xanh phết đấy nhỉ. Cắt được cái chuỗi cộng 8 của tôi nữa chứ. Thế thì cũng xanh đấy. Cái vấn đề là liệu rằng là nó có chơi cái bộ này đến hết game không, hay là nó sẽ chuyển sang một cái gì đấy. Thì tôi nghĩ là cái bộ Feather thì đa phần là người ta sẽ chuyển. Với cả nhất là trong những cái trận đấu mà đang ở top server thì rõ ràng là người ta sẽ linh hoạt thôi, chứ người ta không cố định đâu. Nên là cũng đừng có nhìn cái bộ đấy mà quá quan trọng với gậy gai với cả cái gậy như ý anh em nhá. Cũng không hẳn là nó là cái bộ đấy đâu. Bây giờ có cái gậy gai rồi thì tôi sẽ giữ cái gậy gai này. Còn tí nữa những cái món đồ tím thì tôi sẽ không có có đổi gậy như ý. 9 Feather nó không phải là cái bộ mạnh ở trong cái thời điểm beta này. Tôi nghĩ là late game thì kể cả không có gậy như ý vẫn chơi được nếu mà chúng ta lên được đủ bộ. Cứ lăm rồng vào kết hợp với cả 4 Witcher lên level 10 kẹp thêm con chú quỷ này vào thì vô địch luôn. Không cần phải là gậy như ý đâu. Nhất là trận này có rồng 5 đô nhá. Nhiều khi con rồng 5 đô phọt cho một phát là bay hết toàn bộ đội hình địch rồi. Còn một con co thì 10 con nó dí một thì thế nào cũng chết. Nhiều khi là cái con cây nó chỉ cần dính hai phát đập trúng thôi là bay màu rồi. Có cần gì nhiều đâu. Cái bộ đấy nó đam nó to lắm anh em. Đam là 2k đam nhưng mà nó phải nhân thêm 60% nữa. Đấy xong rồi nó đập mỗi phát là rơi vào đâu đấy tầm khoảng 2k rưỡi đam rồi. 2k rưỡi đam thì đấy cứ thế thôi, hai phát là bay màu thôi. Con cây giỏi lắm được 5k màu chứ mấy. Cây thì nói chung là đắp đồ máu vào thì nó cũng chỉ tầm 5k 6k thôi, cũng chỉ 2 hit. Đánh xuyên giáp rồi thì giáp nó cũng chả có tác dụng gì. Để tôi check cho nào. À ui rồi không phải anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? CLGT trên ngũ long hóa hình nhá anh em nhá. Ngũ long hóa hình là chắc chắn luôn. 9 Feather nó chỉ là cái bức đệm thôi anh em ạ. Nó cũng giống như tôi ấy. Tôi đánh như này nó chỉ là cái bức đệm thôi, xong một tí nữa là chuyển. Bây giờ là chuyển sang beat để chơi, xong một tí nữa là ngũ long hóa hình thôi. Đúng là như thế anh em ạ. Đã nói rồi, ở đây ấy, người ta chơi là người ta đang leo top server giống tôi đấy. Nên là không có cái chuyện là người ta chơi những cái bộ như là cái bộ Feather đâu. Thế nào rồi người ta sẽ chuyển sang cái bộ mạnh nhất. Đấy, đấy là cái điều chắc chắn. Bây giờ thằng nào lên được cái con chúa quỷ 2 sao trước, thằng nào ra được cái con rồng 2 sao trước, thằng nào lên được 10 trước, thằng ấy thắng. Tôi ra chúa quỷ rồi, tôi có lợi thế hơn anh em ạ. Tôi có lợi thế hơn, sau tí nữa tôi chuyển dần sang. Cái chuyển này thì chuyển từ từ thôi, chứ cũng không phải là chuyển quá gấp anh em nhé. Tôi nghĩ khả năng trận này nó sẽ là một cái cuộc đại chiến ngũ long hóa hình đấy anh em ạ. Nó đang có một cái chuỗi cộng 8 và cái bộ đấy thì nó sẽ rất là khỏe. Nhất ở trong những cái giai đoạn từ 20 đến 25 ấy.
Thì cái bộ 9 Feather tôi sợ là không có cái nhà nào cắt nổi chuỗi đâu. Và nó sẽ rất xanh đấy. Chỉ cần giữ ở sau lo 25 thôi. Thằng này đi luôn không? Chưa kịp lên ngũ long hóa hình thì đi rồi này. 8 máu. Chắc là đi. Ơ? Có đi không? Có đi không? Đi. Rồng à? Bit 6 bit à? 6 bit chưa? Chưa đủ 6 bit. Thiếu một con. Thiếu một con bit à? Tôi không luôn đâu anh em ạ, giữ tiền thôi. Dí lên 10 sớm. Lên 10 kiếm con chú quỷ 2, form đủ bộ cái là chơi luôn. Trận này tôi nghĩ là cũng sẽ là ngũ long hóa hình thôi. Nếu mà có hay chăng thì chỉ chuyển về Assassin. Khi mà trận này nếu mà ra con Sai Linh Assassin. Đấy, có thể chuyển về Assassin. Nhưng mà nếu mà so cái bộ Witcher Assassin với cái bộ Witcher kết hợp với Lam Rồng ấy, thì rõ ràng là cái bộ Witcher Lam Rồng nó mạnh hơn. Mạnh hơn rất là nhiều. Thằng này chơi gì đấy? Thằng này chắc cũng xin Witcher. Tôi nghĩ là xin Witcher đấy. Đầu game kẹp tạm mấy cái con Metalith vào để giữ máu. Nhưng mà thằng này sắp đi rồi, không biết có lên được 10 không? Bộ đấy chơi ở level 10 thì hơi khó nhá. Tầm đấy có khi là vớ vẩn không lên được 10. Đủ biết rồi này. 6 bit. Rồi ok. Được rồi đấy. Như này là nếu mà chúng ta thua chúng ta không mất nhiều máu đâu. Chủ yếu là bây giờ lết lên level 10 thôi anh em ạ. Lết được lên level 10 bán hết cái đống này đi. Có một đống tiền luôn. Bán thì cái cỡ nó cũng phải rơi vào đâu tầm khoảng 60 tiền để mà roll. 60 tiền roll thì thoải mái luôn. Kiểu gì cũng đủ bộ anh em ạ. Kích hoạt bằng 2 wizard, tức là chúng ta bây giờ chúng ta đã có 2 con rồng rồi. Thêm 2 con rồng nữa thôi. Kiểu gì cũng đủ bộ. Chúa quỷ 1 sao vẫn chơi được ở trong bộ đấy mà. Gritter lên được phong vũ 3 sao rồi, vãi đái thật, chưa gặp đâu. Chưa gặp Gritter đâu. Round 24 mà lên được phong vũ 3 là cũng xanh phết đấy anh em ạ. Đây này, gặp này. Phong vũ 3 sao. Khó chịu nhỉ. Thằng này khỏe đấy. Thằng này cũng lên được 2 con Berserker 2 sao. Tôi cũng sắp lên được 3 sao rồi. Vậy là ngoài cái thằng kia, ngoài cái thằng mà đang chuẩn bị chuyển sang ngũ long ra thì chúng ta còn cái thằng này nữa. Cái thằng Gritter cũng là một cái thằng đáng để quan tâm đấy nha. Gritter giữ được chuối một phát đến round 25 luôn này. Chơi Feather xanh nó đẩy hết luôn ấy. Bây giờ chỉ có tôi là 70 máu thôi. Còn lại từ thằng thứ 3 còn 38 máu. Tất cả máu nó đều rất thấp. Nhưng mà cái thằng top 3 ấy nó khỏe rồi. Tầm này nó khỏe rồi. Bây giờ nó chỉ sắm một cái món đồ như cái gậy như ý là nó có thể chơi được với bộ Feather đó. Kiếm một gậy như ý là chơi được. Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng chẳng cần phải kiếm. Bởi vì tí nữa thằng ấy nó cũng sẽ bỏ cái bộ Feather nó chuyển bài đó. Thì lúc đấy thì cái bộ Gritter nó lại ăn được. Rồi, roll nhá anh em nhá. Kiếm đủ bộ đó. Đây rồi, mua rồng nữa đó. Đây rồi, đủ bộ rồi này. Đủ bộ đó. Rồi, giải tán đó. Bán hết. Đấy, đống tiền luôn. Thoải mái tiền mà chơi. Giờ thiếu một con Witcher đúng không? Lấy đồ cái đã. Rèn đồ cam luôn đi. Rèn đùm luôn. Hút máu à? Cũng được. Thiếu một con. Thiếu một con Witcher. Tao bú Witcher.
Đây rồi, đủ bộ anh em nhá. Đơn giản như thế thôi. Có cái gì đâu. Đùa chứ. Cái đội hình này toàn một sao nhưng mà nhìn thế thôi, nhưng mà mạnh phết đấy anh em ạ. Toàn một sao. Được không? Anh em thấy chưa? Này anh em nhìn này. Mẹ ơi, cái đội hình toàn một sao ạ. Trông nó bắn kìa. Con rồng 500 đam. Rồng 1. Rồng 1 500 đam. Quá khỏe luôn. Đội hình full 1 sao mà đấm đối thủ như con. Ôi xả tiền mạnh mạnh tí kiếm 2 sao. Ít nhất là cho con rồng lên 2 sao anh em ạ. Dragon Claw ấy. Từ từ bỏ này đi đã. Từ từ quên bỏ này nữa. Rồi. Ây à, quá ổn luôn. Chỉ cần một con chú quỷ nữa thôi. Hay quá nhờ. Đây rồi, rồng 2 đi rồi. Quá tuyệt vời, thơ rồi đấy anh em. Thế là ổn rồi. 70 máu lại ok rồi. Cái này thì còn lâu rồi mất máu luôn. Cắt chuôi được không? Xin lại cái chuôi xem nào. Được không? Được không? Ui rồi anh em nhìn kìa. Con cây kìa. Con cây vả cho coi như là hai phát hết máu. Mình xin lại cái chuôi ấy, vừa lấy coi như là gửi tiết kiệm rồi. Quá khỏe anh em ạ. Rồi. Đợt ra con Clive tôi nghĩ là sẽ lui lên 3 sao. Không phải nói nhiều. Đấy, mấy cái thằng còn lại sắp bay màu hết rồi này anh em này. Dã man chưa? Dã man chưa? Căng phết nhỉ anh em nhờ. Căng thật sự đấy. Cái thằng phong vũ 3 sao sắp bay màu rồi kìa. Chuẩn bị up lên 8. Không, nó quyết định là roll hết tiền để đưa cái con gì đấy lên 3 sao chăng. Mà bây giờ 8 máu kia gặp tôi chắc là bay màu còn gì nữa. Đùa chứ. Phong vũ 3 thì cũng thế thôi anh em ạ. Vào đây. Đến là đón anh em nhé. Phong vũ 3 sao đến là đón. Xả hết tiền rồi, đánh vào level 7. Đến là đón. Đến là đón. Sao, làm sao? Làm sao? Trời ơi. 8 sao. Đi chưa? Đi luôn. Quá khỏe. Úi dồi. Ơ, cái gì ấy nhở? Cái gì ấy nhở? Cái gì tôi không nhìn thấy gì anh em nhá. Trò chơi kết thúc gậy xanh thôi anh em ạ. À. Không nói nhiều. Xong rồi. Được quá nhờ. Được thế nhờ. Gậy xanh cho chúa quỷ. Hú vô phát cộng toàn bộ đội hình đam to ngất ngưỡng luôn. Coi như là chúng ta có một con chúa quỷ 3 sao đấy anh em ạ. Chúa quỷ 3 sao đấy. Trời ơi. Mày thằng nào đỡ nổi. Thôi hai cái thằng kia thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Bây giờ là kết liễu cái thằng Clergutter sớm mà nó lại cũng lên được cái con chúa quỷ thì nó lại khó anh em ạ. Kết liễu sớm đi nha. Ba Gersit này vào đánh nó nhanh này. Chơi đối công luôn. Bây giờ tôi thiếu một cái đồ, đấy chính là cái đồ khống chế. Cái đồ cấm đánh và cái đồ giải khống chế. Nếu mà đối thủ có cấm đánh thì cũng hơi khó đấy nhá. Cấm đánh hay là có gậy hack hay là có mấy cái đồ khống chế. Đang thiếu cái đồ đấy. Thì phải lấy, cố gắng lấy cái giáp trừ tà. Rồi, quá mạnh anh em ạ. Đam con rồng là 1k3. 1k3 đam. Cái đam đấy nó hiển thị, nó chưa hiển thị cái 60% anh em nhé. 60% của cái bộ Witcher nữa. Đấy. Nên là chúng ta sẽ cộng với cái 60% của 1k3 đam đấy nữa. Nó sẽ rơi vào đâu đấy, nó gần là 2000 đam đấy anh em ạ. Con rồng 2000 đam. 2000 đam thì cứ một khạc thì chết một con đấy còn gì nữa. Trận này chắc là cũng không quá nổi round 40 đâu anh em ạ. Tôi nghĩ là 10 round là đủ kết thúc cái thằng Clergutter. Tôi nghĩ là như thế. Trong vòng 10 round.
Nhưng mà nó lên được 10 rồi, nó lên được 10 thì nó cũng chuyển sớm thôi. Tôi nghĩ là nó sẽ chuyển sớm sang cái bộ này thôi. Cái quan trọng là gì? Là chúng ta phải có cái đồ, có một trong những cái món đồ khống chế. Vừa nãy tôi lại vứt cái gậy hết, hơi sai lầm. Tôi nhớ là vừa nãy tôi gian đầm là tôi vứt cái gậy hết để tôi lấy được cái hút máu á. Thôi, không sao. Có Grimson Zipper này cũng được tạm. Cái này nó gọi là Grimson Zipper đúng không? Nó lại trùng với cái giáp cũng gọi là Grimson. Là tôi thường hay là gọi cái này là cái gậy Orchid hơn. Nó giống như là Dota ấy. Thế tôi cũng xin thống nhất với các anh em nhá. Là đôi khi tôi sẽ gọi nó là cái gậy Orchid ấy. Bây giờ để mà hai cái bộ mà giống nhau ấy, mà đánh nhau ấy, thì hơn nhau là cái việc là lấy đồ. Bây giờ chúng ta còn những cái đồ gì mà chưa lấy được nhỉ? Bây giờ cái hack là đã vứt đi rồi nhá. Hack vứt đi rồi thì bây giờ chúng ta còn cái gì? Còn cái bất diệt. Hơn nhau cái bất diệt đúng không? Hơn nhau cái bất diệt và hơn nhau ở cái gì nữa? Hơn nhau ở cái có thể là một cái món đồ tím như là cái bình minh chẳng hạn, cũng khá là hay. Bình minh hoặc là nếu mà chúng ta lấy được cái giáp giả, giáp trừ tà. Chắc chỉ còn mấy cái món đấy thôi là hướng đến thôi anh em ạ. Rồi, yên tâm, gặp thằng này thì đẩy hơi bị nhiều máu luôn. 9 phe giờ anh em thấy không? Đấy, có cần gì phải lại đâu. Chúng ta không cần phải có một cái món đồ như là cái món đồ gợi như ý. Tí nữa tôi sẽ hướng đến là cái bình minh thôi. 9 phe giờ đẩy rất nhanh. Mà thằng này nó vẫn chưa kịp chuyển sang. Đây rồi. Vẫn là 9 phe giờ đó. Nhưng mà nó lên 10 rồi. Khả năng là round này sẽ coi như là roll hết tiền để form về cái đội hình kia đây. Đúng không? Chưa. Thực ra là 75 máu thì cũng có thể nói là sau round 35 vẫn được. Tôi nghĩ là vẫn sống được. Tiếc là cái round trước là tôi không gặp nó thôi. Anh em ạ. Round trước mà tôi gặp nó thì cái câu chuyện nó khác rồi. Round trước không gặp. Round trước đẩy hơi nhiều máu hơn đấy. Round này đẩy 25 máu. Round trước đẩy 25 máu chúng ta có là 50 máu rồi. Đối thủ xón ra quần luôn. Nhưng mà round trước không gặp. Nên là round trước là không bị đẩy nhiều máu. Đấy. 14 máu rồi à? Bài tôi bây giờ nó mắc binh rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ có rồng 3 sao thôi, chúa quỷ 3 sao thôi. Chứ còn bây giờ có thêm được cái con gì mạnh hơn nữa đâu. Đấy, nó chuyển rồi kìa. Ra được chúa quỷ rồi. Vậy là cũng là solo ngu long hòa hình luôn. Căng phết nhờ. Rồng của đối thủ cũng lên được 2 sao rồi. Rồng 2 ra chúa quỷ cũng căng đấy. Ôi chưa, nó bắt con rồng của tôi. Ôi giời ơi, con rồng của tôi bay màu luôn ạ. Thề. Hỏng rồi, tôi mất chuỗi. Sơ suất quá, nó để nó bắt con rồng của tôi mà tôi không để ý. Sơ suất thế nhờ. Mình cứ mãi bắt con chúa quỷ của đối thủ chứ. Sida thật sự. Nó có rồng 5 đô à? Phải lé con rồng ra anh em ạ. Con rồng nó co của chúng ta mà. Con rồng co mà. Bây giờ con rồng bị bắt thì còn nói làm gì đúng không? Chúng ta chuyển ở dây cuối thôi. Cứ ở dây cuối chuyển con rồng. Phải lé cái con rồng ra anh em ạ. Rồi. Hay quá. Rào này chắc chắn là thắng rồi. Được không? Ơ kìa. Điêu nhỉ anh em nhỉ, vẫn thua chứ. Tại sao? Tại sao nhỉ? Mẹ nó chứ. Chú quỷ 3 sao mà không ăn được chú quỷ 1 sao ạ, điêu thật.
phải có một cái lý do ấy nhỉ. Lý do là vì là làm sao? Là vì con rồng của tôi nó hớ hênh quá đúng không? Nó bị chết sớm. Chỉ có thể giải thích là như thế. Giờ đổi cái bất diệt là chắc chắn là sẽ không chết được. Hoặc là đổi cái cấm đánh nhỉ. Đối thủ chủ quan không có đồ cấm đánh. Bây giờ chúng ta có cái cấm đánh cũng ngon. Làm to thật. Gậy như ý à? Tôi nghĩ là sẽ lấy gậy như ý thôi. Tăng tốc được 40% tốc đánh ấy. Tôi nghĩ là xích thì thôi. Xích thì tí nữa. Nói chung là nó xích vào thì nó vẫn tung một trưởng. Cái vấn đề là cái con chú quỷ nó tung một trưởng thôi. Tức là bây giờ tôi có cái gậy orchid là nó cấm tung trưởng rồi. Không là xích. Random phát này. Cẩn thận con rồng nhá. Bắt đấy. Không đùa đâu. Ok. Rồi lần này chắc chắn là ăn. Ơ kìa. Nó có cái kiếm cuối anh em ạ. À. Vãi cứt. Rồi mày chết. Rơi kiếm cuối ra đi. Ở đâu 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 kiếm cuối đâu. Ơ. Không rơi. Không rơi. Hay thằng này nó chơi trick nhỉ. Nó kéo cái kiếm ra. Ui rồi nó lên được chú quỷ 2 rồi kìa. Hỏng rồi. Thằng này chơi trick à. Ơ rõ ràng là tôi đấm nó chết rồi mà nó không bay cái kiếm ra nhở. Thôi xong rồi. Nó biết cái trick rồi. Vào trận đấu kéo kiếm ra kéo mất kiếm đâu. Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi. Đấy rõ ràng là mình ăn đấy đấy. Ăn được đấy. Ăn tiếp này. Ăn tiếp này. Ăn liên tục. Chưa thấy rơi kiếm là sao nhở. Điêu thật đấy. Ảo thật. Điêu thế nhở anh em nhở. Tôi ăn nó hai ván rồi mà nó vẫn chưa rơi kiếm ra anh em ạ. Mẹ vãi đái. Thằng này chưa trích rồi. Bây giờ cái trick của nó ấy, ngày trước là anh em thấy là có cái trick là kéo kiếm ra vứt xuống sàn đúng không? Thì bây giờ ấy nó fix lại cái lỗi ấy rồi. Và bây giờ anh em kéo kiếm ra anh em vứt một con ở trên bàn cờ hàng chờ ấy là nó không mất anh em nhá. Vứt dưới hàng chờ. Anh em đừng có vứt xuống sàn. Điều thật đấy. Ui ơi, kiếm cuối nó vả mạnh quá. Với cả cái thằng này nó có cái bình minh. Mình chơi chúa quỷ mà làm co là thua. Phải đánh xa anh em ạ. Đánh gần vào tiếp cận vào stun ngay. Thằng này biết trick rồi anh em ạ. Căng thẳng đấy nhở. Thằng này mà lọt thì có thua không. Vớ vẩn mình lại coi như chết ngược top 2 ấy. Vãi cứt. Thề. Sợ thế nhở. Nào. Ai nhanh tay hơn người đấy được. Bắt được rồi. Mẹ. Bắt được rồi. Lần này có ăn được không? Đương nhiên là ăn được. Đùa thề mệt thật sự ấy. Ủa hết hồn anh em ạ. Tí top 2. May quá đấy với tôi. Ra cuối cùng đối thủ sơ hở để con chúa quỷ. Nói chung là nó di chuyển sớm một nhịp. Thế tôi bắt được. Quá tuyệt vời. Suýt nữa top 2. Rồi ok. Một cái trận đại chiến giữa hai nhà ngũ long hóa hình. Mà đối thủ nó biết trick. Đấy nó kéo được cái kiếm ra. Thế là cuối cùng là nó giữ được kiếm đến cuối. Rao cuối cùng mà nó không sơ hở. Nó di chuyển trước một nhịp thì có khi nó ăn được tôi rồi đấy. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và là có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái con rớt nó cầm cái gậy xanh thì nó mạnh như cỡ nào anh em nhá. Nó có thể giật bay màu cái bộ 6 cá. Mà bộ 6 cá nó còn không kịp phản cơ. 6 cá nó cũng chỉ là một cái tên trước một cái con rớt cầm gậy xanh thôi anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi bộ Goblin ở trong beta mới anh em nhé.
Goblin đã thực sự quay trở lại ở đây anh em. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.